ăn cái gì mà ăn, anh tự đi mà lo đi. Này, anh chịu em đủ rồi đấy nhá. Anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, về đến nhà chào hỏi anh một câu em cũng không chào. Em cứ mặt nặng mày nhẹ với cả anh. Này, em vô lý vừa phải thôi. Này, cô hơi bị mặt dày rồi đấy. Em nấu đồ ăn sáng chưa? Hôm nay anh có cuộc hẹn với cả đối tác sớm đấy. Ăn cái gì mà ăn? Anh tự đi mà lo đi. Hôm nay em không đi đâu à? Anh bảo này, hay là tối nay vợ chồng mình đi ra ngoài ăn nhá. Ăn cái gì mà ăn? Anh thích thì anh tự đi ăn một mình đi. Hoặc là gọi cô em xinh tươi nào đấy đi ăn cũng được. Kìa, em sao đấy? Tự nhiên lại cáu gắt với anh. Anh tránh ra đi. Người thì toàn mùi mồ hôi. Mà sáng nay anh đã cho quần áo vào máy giặt chưa đấy? Anh quên mất. Quên á? Thì cái lúc ăn lúc chơi anh có quên không? Chồng mới chẳng còn chẳng được cái nước non gì cả. Hôm nay em làm sao đấy? Có chuyện gì thì em phải nói ra cho anh chứ. Chẳng có chuyện gì cả, khó chịu. Này, anh chịu em đủ rồi đấy nhá. Anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, về đến nhà chào hỏi anh một câu em cũng không chào. Em cứ mặt nặng mày nhẹ với cả anh. Này, em vô lý vừa phải thôi. Tôi thích thế đấy. Nếu mà anh thích ý, anh ra ngoài kia kiếm mấy cái cô gái xinh tươi dịu dàng ấy. Còn tôi ý, tôi không hầu được. Anh không thèm cãi nhau với em nữa. Tài liệu của anh đây ạ. Em để đấy đi. Anh sao thế? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi. Sao anh thấy phụ nữ bọn em khó hiểu thế nhỉ? Động tí là nổi cáu lên, mà chẳng có lý do gì cả. Làm gì có khó thế đâu anh. Hay là anh lại cãi nhau với chị nhà? Mệt mỏi. Thôi, để anh bóp đầu cho anh. Dễ chịu không? Vợ anh mà được như em ấy thì tốt biết mấy. Chỉ cần anh muốn thôi, có bao nhiêu cô tốt hơn ý chứ. Nhưng mà ấy, anh chỉ muốn người như em thôi. Anh này. Hả? À? Đói chưa? Hôm nay mình ăn ngoài nhá. Thế cũng được. Ở nhà ấy, mụ vợ anh lại cằn nhằn, đau hết ca đầu. Hay là chị nhà lại đến kỳ rồi? Đến cái gì? Có mà kiếm chuyện thì có ấy. Mà tại sao anh thấy em không bao giờ khó chịu bao giờ nhỉ? Đúng là toàn là màu. Sao? Cô gọi tôi ra đây có việc gì? Chị đừng nôn nóng. Em chỉ muốn làm quen với chị một chút thôi mà. Làm quen á? Tôi với cô thì có gì mà làm quen? Vậy thì em tự giới thiệu. Em là Thư, là nhân viên mới của anh Trung ạ. Thì sao? Thì chẳng sao cả. Em chỉ muốn gặp chị một chút để xem chị là người thế nào thôi. Nhưng mà công nhận gặp rồi thì thất vọng thật đấy. Chị đừng có mà nổi nóng. Người đã không xinh đẹp rồi lại còn nổi nóng nữa. Bảo sao mà chồng lại phải đi tìm niềm vui mới. Niềm vui mới á? Tôi nói cho cô biết này, dù sao cô cũng chỉ là bát phở. Mà phở ấy, ăn một hai lần thì chán, đâu có thể ăn mãi được. Những cái người nói lên câu đấy chứng tỏ chẳng có tiền để mà ăn phở. Mà quên nữa, phở cũng có thể biến thành cơm được đấy.
cô hơi bị mặt dày rồi đấy. Ôi hay, sao chị lại nói em thế? Mọi chuyện là do anh Trung nhà chị mà. Không có lửa thì làm sao có khói. Tôi khuyên cô ấy, tốt nhất cô đừng có lấy thứ gì mà không phải của mình. Chị đúng là quê mùa mà. Đừng có ở đây mà to mồm nữa. Anh Trung gặp bố ấy, một phần là lỗi ở chị đấy. Phụ nữ ai mà chẳng đến kỳ. Nhưng mà trường hợp như chị ấy, tôi chưa gặp bao giờ cả. Thôi thì nể tình chị đã tặng cho tôi một người chồng rất là tốt. Tôi bố thí cái này cho chị. Biết cái này là cái gì không? Đây chính là cốc Nguyệt San, dùng cho ngày đèn đỏ đấy. Bây giờ người ta tân tiến lắm rồi chị ạ. Yên tâm đi, tôi không muốn làm hại chị đâu. Đây chính là sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và quảng cáo đấy. Đặc biệt, đây là sản phẩm cốc Nguyệt San đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm này thiết kế rất là tinh tế, hiện đại, thân thiện với môi trường nữa. Hơn nữa, nó lại rất phù hợp với cả cơ thể của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt của nó lại còn không bị tràn nữa. Chị vận động cứ thoải mái. Yên tâm mà dùng đi. Hôm nay tôi đến là để thông báo cho chị điều này. Còn chồng chị, khi nào tôi chán, tôi sẽ trả lại cho chị. Thế nhá. Mày dám lừa tao lấy tiền cho trai à hả? Hôm nay ấy, tao phải đánh chết mày. Anh không lấy tôi thì để người khác lấy tôi. Anh bắt tôi chờ anh có cưới tôi không? Mày vẫn còn già mồm á, hả? Linh, sao lại đến đây? Sao tôi lại ở đây á? Chồng của tôi đã đi bao lâu rồi? Thì anh bận công việc mà. Bận á? Anh bận lên giường với người khác à? Này, em nói cái gì đấy? Anh làm cho có ai hả? Tự nhiên cô ta định kéo tay anh. Anh phải đẩy cô ta ra đi chứ. À cô này, cô có sao không? Mà cũng cảm ơn cô. Cô đã cho tôi nhận ra một điều. Chắc là cô đã đắc ý lắm đúng không? Cũng không hẳn. Mà cũng cảm ơn cô đã cho tôi nhận ra bộ mặt thật của người đầu ấp tay gối cùng với tôi. Em nói cái gì đấy? Sao? Bây giờ anh không chê tôi là cằn nhằn nữa à? Mà tôi cũng không ngờ là anh nói dối tôi đấy. Cũng không trách anh được. Tôi đã tạo điều kiện cho anh mèo mả gà đồng cơ mà. Em... Nó ly hôn tôi để ở trên bàn ấy, anh về mà ký đi. Đáng đời anh,